Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đang đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin lên sóng mỗi ngày vào lúc 6 giờ, 11 giờ và 18 giờ trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, biến thể Omicron đang làm dấy lên sự lo ngại từ các nhà dịch tễ học rằng các đột biến của biến thể mới này có thể khiến virus dễ lây truyền hơn. Các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu thêm khi các trường hợp mới nhiễm biến thể này được xác nhận. Ngày 21 tháng 11, Nam Phi xác nhận rằng phát hiện ra một biến thể coronavirus có số lượng đột biến cao khiến nó dễ lây lan hơn và thành thạo trong việc né tránh hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đến ngày 22 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO đã dán nhãn biến thể này là một biến thể đáng quan tâm và đặt cho nó một cái tên theo bảng chữ cái Hy Lạp, Omicron hiện một số quốc gia, bao gồm Mỹ, đã hạn chế các khách đến từ Nam Phi. Các trường hợp mắc biến thể Omicron đã được xác định ở gần một chục quốc gia. Hiện còn quá ít nghiên cứu để đưa ra kết luận về biến thể này. Các nghiên cứu đang được tiến hành để xem cách thức vaccine chống lại biến thể mới. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng hãy thận trọng nhưng không nên hoảng sợ, trong khi một số chuyên gia bày tỏ sự lạc quan rằng vaccine vẫn cung cấp được sự bảo vệ. Omicron đại diện cho một dòng virus mới nó khác biệt với các biến thể khác ở chỗ có nhiều đột biến hơn. Các nhà khoa học lo lắng rằng những đột biến này có thể làm cho Omicron dễ lây truyền hơn và có khả năng chống lại các biện pháp phòng thủ miễn dịch, khiến vaccine kém hiệu quả hơn. Theo WHO, có bằng chứng sơ bộ cho thấy biến thể Omicron tăng nguy cơ tái nhiễm so với các biến thể khác. Vaccine có hiệu quả chống lại Omicron không? Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi biến thể này hạn chế hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 nó sẽ không thể phá vỡ được hoàn toàn sự bảo vệ mà vắc xin mang lại. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Ian Sane, thành viên của Hội đồng Cố vấn Bộ trưởng của Nam Phi về COVID-19 cho biết, tuy Omicron gây ra tỷ lệ nhiễm trùng đột phá cao hơn trong số những người được tiêm chủng trước đây ở Nam Phi, song dữ liệu ban đầu cho thấy vắc xin vẫn đang chứng tỏ hiệu quả, với phần lớn các trường hợp nhập viện là ở những người chưa được tiêm chủng. Chúng tôi tìm thấy mọi dấu hiệu cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng hoặc các biến chứng do COVID-19 gây nên, Tuy nhiên, các dữ liệu còn nhỏ lẻ và ban đầu. Nhà vi rút học JC Lum thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư redwood trên sân, Mỹ, người đã tiến hành các thí nghiệm quét đột biến cho biến thể cơ nói, bất kể biến thể mới này có lây lan hay không, tôi khuyên mọi người nên làm những gì có thể để giảm thiểu khả năng bị nhiễm SARS-CoV-2. Có một số điều rõ ràng bạn có thể làm: tiêm phòng, tiêm phòng nhắc lại và đeo khẩu trang. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chiều ngày 29 tháng 11, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, diễn biến dịch Covid-19 tại thành phố trong những ngày qua có 4 điểm đáng chú ý: 1. Số ca mắc mới vẫn còn cao, có ngày lên tới khoảng 1.400 ca, có ngày 1.500 ca, có ngày 1.700 ca. 2. Số ca tử vong vẫn cao, có ngày 60 ca tử vong, có ngày 65 ca, có ngày 72 ca. 3. Số ca nhập viện trong những ngày qua luôn cao hơn số ca xuất viện. 4. Sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron oh trên thế giới. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh. Trong nhiều tuần liên tiếp, thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở cấp độ 2 của dịch. Hiện, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản để xử lý tình huống khi số ca mắc tăng cao. Chúng tôi mong người dân không hoang mang, tuy nhiên cũng không chủ quan, lơ là. Người dân phải thực hiện tốt các quy định của ngành y tế, đặc biệt tuân thủ 5K, ông Hải nhấn mạnh. Đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cố gắng thay đổi nhiều nhất các thói quen sở thích của mình, tập đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên. Đồng thời, người dân cũng cần giảm bớt thói quen tụ tập la cà, giảm bớt việc ngồi với khoảng cách gần. Tất cả những thói quen trên sẽ dẫn đến nguy cơ ca mắc mới tăng cao. Khi ca mắc mới càng cao thì nguy cơ tử vong sẽ cao. Chuyển sang về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương khác. Thưa quý vị, số ca nhiễm tăng, Đà Nẵng sẽ điều trị F0 tại nhà trong tháng 12. Theo đó, việc triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn thành phố trong tháng 12 năm 2021. Để triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, giao sở y tế chủ trì ban hành hướng dẫn tạm thời cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú, tiếp tục phổ biến, tập quấn đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện sổ tay cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà. Giao sở thông tin và truyền thông phối hợp với các đơn vị sản xuất các vật liệu thông tin, truyền thông điện tử để người quản lý, giám sát người cách ly, điều trị tại nhà. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì phối hợp với công an thành phố. Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các trường hợp nhiễm Covid-19 đủ điều kiện thực hiện cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn người thực hiện cách ly, điều trị tại nhà, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và theo dõi, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Còn tại Hải Phòng, sau các ổ dịch tại các xưởng may ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tiếp tục phát hiện ổ dịch tại công trường xây dựng tại quận Hồng Bàng. Ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển sau khi thành phố này liên tiếp xuất hiện các ổ dịch. Theo bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng, ngày 29 tháng 11, cơ quan chức năng ghi nhận 98 trường hợp dương tính sát COVID-2 liên quan tới ổ dịch tại công trường xây dựng dự án chung cư cao tầng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Công trường xây dựng này nằm tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, có khoảng 900 công nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau ở trọ tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cơ quan chức năng xác định đây là ổ dịch phức tạp, số ca nhiễm khả năng sẽ còn tăng cao. Thưa quý vị, mưa lớn những ngày qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bị ngập sâu. Nước lớn dâng nhanh chia cắt nhiều tuyến giao thông và gây ngập hàng trăm ngôi nhà. Sáng nay, ông Võ Duy Tính, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyền Hoài Ân Bình Định cho biết, hiện tại có khoảng 979 ngôi nhà bị ngập nước chủ yếu là các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tính, Ân Mỹ. Mực nước ngập từ 0,2 đến 0,5 mét, có nơi ngập sâu gần cả mét. Hiện tại giao thông qua các xã này cũng đã bị chia cắt, nước đã tràn qua các cầu. Tuyến đường DT 629 lên quyền An Lão cũng bị chia cắt một số đoạn không đi được. Theo ông Tính, huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng, phương tiện để chốt chặn tại các điểm bị chia cắt, những đoạn nước tràn qua để ngăn không cho người dân qua lại. Đặc biệt cử lực lượng xung kích ra quân để hướng dẫn người dân dọn nhà cửa, bảo vệ tài sản tránh bị ngập nước. Tại những điểm ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng sẽ rà soát và sơ tán người dân. Địa phương cũng đã thông báo cho người dân chủ động di dời đến nơi an toàn. Thông tin về tình hình mưa lụt trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước cho biết, hiện các đường giao thông hầu hết qua các xã đều đã bị ngập nước. Đặc biệt, tỉnh lộ 640 qua trung tâm xã Phước Thắng ngập nặng. Có khoảng 300 ngôi nhà ở xã Phước Thắng bị ngập, nước vào khoảng từ 0,2 đến 0,4 mét. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương, dọc theo các tuyến đê sông ở các xã lưu ý thường xuyên kiểm tra, để cảnh báo lũ lớn, bất ngờ, đảm bảo tính mạng cho người dân. Toàn bộ các tuyến đường ngập nước địa phương túc trực lực lượng 24 trên 24 để hạn chế tình trạng đi lại vào ban đêm. Mưa lớn cũng đã làm nhiều ha qua màu bị ngập, giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng. Chiều ngày 29 tháng 11, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu như trong năm 2020, thành phố chỉ có 597 nhân viên y tế nghỉ việc thì trong 10 tháng năm 2021 đã có đến 968 người xin nghỉ việc. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, dựa trên đơn xin nghỉ việc Lý do chủ yếu là vì hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân. Qua phân tích, số nhân viên nghĩ việc có sự tăng nhẹ ở vị trí điều dưỡng và bác sĩ ở tuyến trạm y tế. Theo chia sẻ của nhân viên các tuyến y tế cơ sở, kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, khối lượng công việc của nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần. Đội ngũ nhân viên y tế còn phải đi sớm về khuya khi tham gia chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, theo dõi và điều trị f0 tại nhà, tiêm vaccine, hướng dẫn cách ly y tế trong đó rất nhiều nhân viên y tế đã năm, 6 tháng chưa được về nhà. Theo tính toán của bác sĩ Phan Thanh Tùng, trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, mỗi nhân viên y tế tại trạm phải gồng gánh trên 17.000 dân. Trước thời điểm có dịch Covid-19, nhân sự đã mỏng, làm việc không có thời gian nghỉ. Khi đến thời điểm dịch bùng phát, nhân viên y tế nâng công suất làm việc lên đến 300%. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, một người cho 10 việc phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, Hiện lương nhân viên y tế tại trạm y tế chỉ khoảng từ 4,5 đến 6 triệu đồng một tháng. Như tôi làm việc tại trạm y tế khoảng gần 20 năm, nhưng mức lương hiện nay khoảng 6 triệu đồng một tháng. Có thể nói, với chế độ như thế, hầu như các nhân viên y tế còn bám trụ lại với nghề, với trạm y tế đều vì đam mê, vì lương tâm của chính mình với người dân. Đã có những bác sĩ nghỉ việc vì mức lương thấp, không đủ để lo cho gia đình khi họ là trụ cột chính. Bác sĩ Phan Thanh Tùng chia sẻ. Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã có kiến nghị điều chỉnh tăng mức trần biên chế cho trạm y tế, thay vì tối đa không quá 10 biên chế một trạm như hiện nay, thì nâng lên thành tối đa không quá 20 biên chế một trạm. Bên cạnh đó, bức sở cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ thu nhập đối với bác sĩ nhân y tế đã nghỉ hưu và lực lượng tình nguyện viên tham gia công tác tại trạm y tế, xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho nhân viên y tế cơ sở và dự phòng từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, Sở Y tế cũng kiến nghị cho phép các bác sĩ mới tốt nghiệp thực hành 12 tháng tại y tế cơ sở, sau đó thực hành 6 tháng tại các bệnh viện. Nếu đưa bác sĩ mới tốt nghiệp về thực hành tại tuyến y tế cơ sở, thì mỗi năm sẽ có khoảng 400 bác sĩ về các trạm y tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để giữ chân nhân viên y tế làm việc tại tuyến y tế cơ sở, ngoài chế độ ưu đãi cũng cần tạo môi trường để lực lượng này yên tâm làm việc, được rèn tai nghề, thêm cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp đồng thời cho phép bác sĩ trạm y tế được khám chữa bệnh ngoài giờ. Thưa quý vị, vừa qua, anh Nguyễn Văn Cường, 29 tuổi, ở xã Nam Thành, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã chia sẻ một câu chuyện hy hữu nhưng vô cùng tử tế lên mạng xã hội. Anh Cường là nhân viên kinh doanh ô tô, hôm ấy anh lái xe về nhà trong cơn mưa khá lớn. Khi bố hỏi anh Cường mới phát hiện phần đuôi ô tô bị gãy ốp cản và tróc sơn. Ban đầu, anh nghĩ mình không cẩn thận bị va quệt trên đường. Nhìn xung quanh xe, anh Cường tìm thấy tờ giấy được bọc trong túi bóng treo ở cửa, trong đó có lời nhắn xin lỗi. Theo đó, người đâm vào ô tô nói mình là Phạm Hữu Ca Thi, học sinh lớp 8A, trường Trung học Cơ sở Nam Thanh. Trên đường về, nam sinh va chạm với xe anh Cường do bị cản tầm nhìn. Bên cạnh lời xin lỗi, cậu bé còn để lại số điện thoại, mong được chịu tổn thất về chiếc xe. Đọc xong lời nhắn, tôi cảm thấy bạn ấy rất có ý thức nên thiệt hại về xe tôi không quan tâm nữa. Tôi chia sẻ câu chuyện với hy vọng lan tỏa sự tử tế này. Mong rằng mọi người, dù ít hay nhiều tuổi, đều có ý thức để, dù làm sai với người khác vẫn có lời nói chân thành với họ nhằm giải quyết mọi việc theo cách nhẹ nhàng hơn. Anh Cường nói, dù thủ phạm để lại số điện thoại, anh Cường không liên hệ vì không muốn tạo áp lực cho Nam Sinh. Sau đó, khi câu chuyện được chia sẻ nhiều trên mạng, phụ huynh của Nam Sinh ca thi chủ động liên hệ với anh Cường. Tuy nhiên, anh đã từ chối việc được đền bù. Trước đó, anh cường từng gặp vài trường hợp tương tự, nhưng không biết ai đâm trúng xe mình nên phải tự mang đi sửa. Đây là lần đầu tiên có người để lại lời nhắn tử tế như vậy cho anh. Mẹ nam sinh ca thi cho hay, khi về nhà, bé không kể cho ba mẹ biết chuyện. Khi thấy cường đưa lên mạng, vợ chồng tôi mới hay và gọi cho cậu ấy nói chuyện. Bản thân tôi thấy bất ngờ, không nghĩ con có thể suy nghĩ thấu đáo được đến vậy. Bình thường, cháu rất thương người và biết chia sẻ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình Cường và mừng vì con biết sống trách nhiệm với mọi người. Thưa quý vị, Thành Cổ Vinh, nhân chứng lịch sử xứ Nghệ. Thành Cổ Vinh còn được gọi là Thành Cổ Nghệ An, nằm trên đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thuộc địa phận thành phố Vinh. Công trình kiến trúc thành lũy tại Nghệ An này được xây dựng từ năm 1804 dưới triều đại vua Gia Long. Thành tiếp tục được gia cố vào năm 1831 vào thời Vua Minh Mạng. Đến nay có ba cổng để ra vào nằm trên địa phận của ba phường cửa Nam, Quang Trung và Đội Cung, thành phố Vinh. Đây là công trình có kiến trúc cổ kính, độc đáo, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử của mảnh đất nghệ tĩnh. Giữa những ồn ào náo nhiệt của thành phố Vinh hiện nay, thành cổ vẫn là điểm du lịch nghệ an lý tưởng với du khách thập phương. Thành cổ Vinh gắn liền với những biến cố thăng trầm của lịch sử, chiến tranh phá hoại và hiện giờ trở thành phế tích, chỉ còn ba cổng thành và khu hồ bao quanh. Hiện nay, thành cổ Vinh đang được tu bổ xây dựng lại để xứng đáng với vị thế lịch sử của mình và trở thành điểm tham quan thu hút du khách. Không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng, thành cổ Vinh còn là địa điểm chết in sống áo đẹp được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là học sinh và sinh viên chụp ảnh kỷ yếu. Vì vậy, nếu có dịp du lịch nghệ an... À... Thưa quý vị, Phần cuối bản tin hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá thế giới. Thủy cung quốc gia ở Abu Dhabi rộng 9.000m2 là nơi cư trú của hơn 46.000 sinh vật, trong đó có nhiều loài rất hiếm thấy trong khu vực. Nếu là người yêu thiên nhiên hoang dã, bạn không thể bỏ qua thủy cung quốc gia ở Abu Dhabi mới mở cửa tuần trước. Tại đây hiện có hơn 46.000 sinh vật thuộc 330 loài khác nhau, trong đó nhiều loài không phổ biến ở Trung Đông như chim hải Âu cổ ruột, cá mập bò và chuột lan nước. Trên hình là du khách ngắm đàn cá hề đang bơi lội không gian thủy cung được chia làm 10 khu vực khác biệt, mỗi khu có chủ đề riêng và tạo các loại sinh cảnh khác nhau. Không chỉ giúp phục hồi các loài rùa, ở nơi đây còn bảo tồn chim ô tác, cung cấp môi trường tự nhiên cho nhiều loài chim khác, hoặc mở rộng không gian cho rất nhiều động vật hoang dã di chuyển, sinh sống. 10 khu vực của thủy cung quốc gia gồm kho báu tự nhiên, biển đỏ, hang đại Tây Dương, khu ngầm, vành đai lửa, đại dương ma thuật, đại dương đóng băng, rừng ngập mặn, đảo Putina và hậu sảnh. Nếu là người yêu thiên nhiên hoang dã, bạn không thể bỏ qua thủy cung quốc gia ở Abu Dhabi này. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.